chuyến du xuân về nơi đồng mơ ước phong điền miền Nam thanh nữ tú. Hương sắc đặc thù của Dương quốc trái cây, miền đất dân minh mỹ vườn, mỗi gia đình hiếu khách nghĩa nhân, kiên cường năng động bình dân. Xưa trong chiến tranh đàn chen đầu đàn, nay hòa bình du lịch giao thương, lấp hố pháo bom nuôi cá lập vườn, làm giàu rạng rỡ quê hương. Tiếng thơm vang khắp mọi miền, phong điền một dành đai xanh. Anh hai ơi, sáng tới giờ á, anh ngồi dưới gốc dâu Hạ Châu anh câu, anh cứ hò, cứ hát, làm cá dưới ao nhút nhát, chẳng dám cắn câu hà. Chứ mỗi khi người khác tới đây câu, ngồi chưa được bao lâu là cá đã cắn câu. Mồi câu á thì làm sao em biết anh nói không đúng mồi á, em giải thích sao đây? Hay tại mùi hương của tóc cô bay làm tôi lâm sai tay chân rời xa, hay là tại chiếc áo bà ba cô mặc thiết tha đường pha màu dâu chinh? Bên mặt nước chợ đông sớm chiều, nội tôi kể ngày xưa từ đầu thế kỷ trước, những đêm trăng sáng dùng sóng nước nơi này, thương hồ khắp nơi về đây tụ hội kính đây, trai gái tuổi cặp kê làm quen nhau thường tự đặt ra những câu hò đối đáp thách thức thử tài và ngỏ lời yêu. Từ sáng tới giờ anh câu cá được bao nhiêu mà gửi chuyện người xưa để trổ bài mối lai? Tôi muốn về đây tham quan lập vườn sinh thái, góp sức với nơi này phát triển du lịch xanh. Lòng kiên nhân.
thích sự thoải mái của thiên nhiên, giường cây yên tình ngồi nhìn ngắm cần câu mà đợi cá ăn. Phải rồi, chắc tại lúc ngồi câu tập trung chưa được bao lâu là tôi la tôi hát, khiến cho cá dưới ao nhà cô không còn nhút nhát, rồi rìa rồi lôi quậy pha hết mồi. Cá chẳng cắn câu bảo rằng con cá dài, chắc cần câu về nghĩ lại. Người đất phong điền gan dạ kiên trung, chói loại lỗ vòng cung dành đai qua lừa. Bút chiến lần danh cử nhân Phan Văn Trị, bốc thuốc cứu người giải học làm thơ. Lung cột cầu bứng đá nổi mộng mơ, bên dòng kinh xà nó đầy phù sa xưa ngọt. Di tích vàng dừa cảnh quan hiếm lạ, là căn cứ biệt động thành quánh liệt hùng ánh. Về chợ nổi phong điền tìm cây bèo treo duyên, nghe sông vỗ miên man ru chiếc nôi tài tư. Như sau quá nhạc sư tam danh kép hát, bầu âu bầu kiên soạn giả điều quyền. Một chuyến du xuân về với phong điền, kiến trung hào hùng nhân ai. Cô hãy giúp tôi về đây lập vườn sinh thái, làm chú rể hiền đón vợ thảo vui xuân.